ในมื้อนี้ช่างเหี้ยมวลลายพ่อแม่ตื่นแต่เช้าเป่าไฟหนึ่งเขาฟูเสร็จฟักเสร็จหนอฟูปิ่งป่าปิ่งยืนเสร็จปั้นเขาหลายเชิงช่วงตอนเปิดมือไอเอ็มมวลมีปังช่างกินช่างโจพ่อแม่ชมมั่งบ้านไต้มีเปิดมือขันตามชงไข่ลูเป็นลูเปิ้ลก้อยหักก้อยบัวเอาลูเอ๋ลูไอ้ป้าน่ะก็ตีล้อเมียไอ้เฮาก้อยหักก้อยเป็นยาวกันก็คือน้อยไปเศษไทยเศษน้ำเลี้ยงกันไอ้แต่งน้องป้าน้องเซซุ่มฟักซุ่มบ่ไปวิ่งทำมวยคำปูหักกันเต้าเท่าน้องเด้อตอนป้ามาชอบเหล่าชมมวลต่างชังชมผัวเมียมือมีลูมีเต่าต่อกันตอนหน้าพ่อแม่มือนี้เป็นผัวเป็นเมียไปเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นผัวเมียสุดชั่วไฟหนึ่งเขาฟูเสร็จฟักเสร็จหนอฟูปิ่งป่าปิ่งยืนเสร็จปั้นเขาหลายเชิงช่วงตอนเปิดมือไอเอ็มมวลมีปังช่างกินช่างโจพ่อแม่ชมมั่งบ้านไต้มีเปิดมือขันคอดเก่าตามชงไข่ลูเป็นลูเปิ้ลเอ็มปัญญากันกัดกุ้งคือม้วนเศษไทยเศษน้าเลี้ยงกันไอ้แต่งน้องป่าน้องเซส่วนฟักส่วนบ่ข้ามห้วยข้ามปูหักกันเต้าเท่าน้องเด้อตอนป่ามาชอบเหล่าชมมวลต่างชังชมผัวเมียมือมีลูมีเต่าต่อกันเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นเมียไอเฮาก้อยฮักก้อยปันเยากันกัดกุ้งคือม้วนเศษไทยเศษน้าเลี้ยงกันไอแต่งน้องป่าน้องเซส่วนฟักส่วนบ่คำห่วยคำปูฮักกันเต้าเท่าน้องเนอตอนป่ามาชอบเหล่าชมมวลต่างชังชมผัวเมียมันมีลูกมีเต้าต่อกันตอนหน้าพ่อแม่มือนี้เป็นผัวเป็นเมียไปเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นผัวเมียสุดชั่วไปเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นผัวเมียสุดชั่วThank you.
xin tươi nhìn đó ba trăng trăng quê sắc bên xuân thu áo con cài dây xa tình hồng cũng ôm đôi vòng em bên nhà trời che cho hoa em về mơ cần tươi em cứ dịp bằng tất cả yêu thương gửi gắm đưa nàng chàng trai dân tộc hai trải qua bao gian khó nhưng vững tin vì nhau chỉ cần là em cô gái thái anh yêu. Cầm chặt tay anh rồi mình cùng ra đi cùng nhau đến hết những mùa hoa ban nở nếp nhà sàn đơn sơ có anh và có em hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi. Rồi nay mai sau anh sẽ kể lại con nghe về sự cha đã yêu mẹ con về nào. Cảm ơn em cô gái Thái đã dành cả thanh xuân yêu anh và giờ làm vợ sẵn nào giúp thầy con em đi đâu gặp em đã tăng sân khấu để cầu gặp nhiều người đem tàu văn thấy con em và thầy ế để sống năm mới khỏe phần này cảm ơn tất cả con em đi đâu còn để có đơn chân tổng của già tàn ai từ mới chỉ để là mời kinh bà cày hơn kinh bà của già tàn ai để có đơn chân tổng cho mọi người chúc phúc cho mình. Vâng, hôm nay xin được trân trọng mời mấy tân gia đình quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía cổng qua một lần nữa để cùng chào đón đại gia đình hai bên ạ. Xin được trân trọng kính mời về phía gia đình của nhà trai và ông trải bà Văn Dung và bà Cà Thị Anh là thân tích của mẫu của chúng mình vẫn tươi sẽ có được cấu tình yêu để đến cạnh người con gái yêu quý của mình ạ. Trân trọng kính mời về phía gia đình họ nhà gái có bác có ông trà Văn Phong và các lượng thị thích là cùng nhau đêm hết những mùa hoa ban nở đến cạnh người cháu gái nếp nhà sàn đơn sơ có anh và có em hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi. Rồi ngày mai sau anh sẽ kể lại con nghe ngày xưa cha đã yêu mẹ con thế nào. Cảm ơn em cô gái Thái đã dành cả thanh xuân. Bước chân đồng nghiệp chào mừng chào đón các thầy quý vị quan khách chúng ta đã không quản ngại người xa xa xôi, không quản ngại người đã có được một buổi tổng thông đủ ở đây tại bản Khem, xã Trường Môn của huyện Tuấn Châu, tỉnh Sơn La để cùng tham gia tham dự chương trình lễ tịch hôn của chúng tôi để bắt tay sánh đôi cùng cô dâu thì may. Và trong quá trình tổ chức nếp nhà sàn đơn sơ có anh và có em hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi. Và kính thưa quý vị, cô dâu xinh đẹp thì may cũng như là gia đình của nhà gái của chúng ta trở về từ quê hương anh sẽ kể lại con nghe để xin được kính chúc gia đình tham gia bạn này mãi mãi về sau đời đời bền chặt đời đời bền vững. Cảm ơn đến cô gái Thái đã dành cả thanh xuân và giờ làm vợ anh. Cảm ơn em cô gái Thái đã dành cả thanh xuân yêu anh. Và giờ làm vợ Cảm ơn và trải qua những năm tháng tìm hiểu, quen biết, yêu nhau và hai bạn đã quyết định đi đến hôn nhân. Và đám cưới như ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Và tình yêu của hai bạn đến ngày hôm nay đã đủ năm đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ và đủ cả chữ nợ lẫn chữ duyên. Và đó cũng chính là lý do quan trọng nhất của buổi tiệc mừng trang trọng như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thật đẹp, tháng thật lành.
19 tháng 12 năm 2022, tức là ngày 26 tháng 11 của năm Nhâm Dần. Được sự giám sát của cơ quan được bắt đầu. Những chào và bàn tay của vị thần lớn cao lên nào. Nhạc lớn hơn nữa đi ạ. Để rồi chúng ta đã gia đình của thần lớn cười thật tươi lên đi ạ. Sắc hoa ban Tây Bắc, bản làng đơn sơ nhẹ nhàng nghe ấp dưa bao nụ cười. Gặp em bên con suối, rồi nhẹ nhàng trao yêu thương. Chàng trai dân tộc Thái sẽ đón em về. Đủ nhất đời lấy nền của bố, đủ nhất đời con cũng với em vừa xây dựng được mới làm mà, xây dựng được mới làm sao, được phụ nhân còn sức khỏe thì cuộc sống được tình cầu, được phụ trách còn sức khỏe thì làm thấy em đi, chắc bởi tòa thầy còn nên tệ còn thuộc và bảo đau chắc phải đòi phải làm chắc em ôm lương, chắc phải trưởng phải làm phải chắc nghĩa phụ của cái này là đau chắc ở việc vừa, vừa cái này là vì làm đau chắc còn phải để bảo vệ xào tề ma, vừa chứng mong bằng ai chẳng biết con chào anh, còn biệt xào ai ai chẳng biết con em, ai ở đâu cũng đã yêu thương khi có thêm nhiều đứa con. Chàng trai dân tộc Thái sẽ chăm sóc em mỗi ngày. Yêu thương anh trao hết cho em. Làm vợ anh cô gái Thái đã xây nên ngôi nhà hạnh phúc. Vì đôi ta đã yêu nhau trải qua bao điều khó khăn. Dạ vâng, tiếp tới chương trình xin được trân trọng cảm ơn đến với phần quà sẽ được trao gửi gia đình của Thái ngay sau đây ạ. Rất trân trọng kính mời quý vị ông bà sẽ có những phần quà để trao tặng quay con ạ. Xin được trân trọng kính mời. Chúc tất cả các bạn đồng các bạn trong bà quần kết có biết của ba du khẩu đáng nhân tài sản em ơi. Tôi có biết trực tạng của nhân tên chuyển kết hồn. Tôi có biết tôi phải giữ ma giả tử bùi bó tạy sở kỳ hình cái phở đảo ổn ảo tích cá phu già tả nay. Mà đề có giúp bó thải yên. Ải hó em bó, bỏ phố thai hâu bò, đi trần bạch sân hùng. Và hồ ảnh tàu hâu phải đánh các bó cửa cầu. Và bà đem ra sân khấu lẽ ải hú em giả đi trần bạch sân hùng. Trong bó tôi bóng tàu hâu thì chàng trai dân tộc Thái ngại ngủ. Kính thưa quý vị thật về, phải nói rằng là 9 tháng 10 ngày mà dặn để đâu. Và biết bao nhiêu tâm trông quá nhỏ, nuôi con quân lớn vào các ngày tiết duyên ngày hôm nay. Và trong sự trọng tài, những người làm cha làm mẹ đã có những phần quà. Và bằng hoài con, và hai lần trong các đồng đề, chúng con sẽ nhận chân đầu cùng cảm cảm ơn tình cảm của ba mẹ rất nhiều. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình anh Dân Chuyên và gia đình anh Triệu Dương. Chúng ta sẽ có những phần quà để trao tặng cho hai bạn trân trọng kính mời. Chúc tất cả các bạn cùng đồng. Hãy đi có những tấm gương trong tổng số 22 sản phẩm cảnh áo mình. Không phải đi nhờ thần phúc hoa cháu. Hãy đi có hiện tại tờ lạc đề ra để đẹp phúc giáo tả mai sống thái. Và biết chậm lạc sản phẩm của sức con đồng bóng tảo hô. Để yên nghe hợp kỳ thả đến thời gian đại học hành trình của các sân khấu. Hãy chung cộng phải phá máy hôm nay hợp các đề đắc định vô khả lý khỏi sản phẩm cảm ơn mình suốt cuộc đời. Cầm tay em cô gái thái đi biết bên anh lên nhà sàn hơi. Cùng nhau vun đắp yêu thương khi có thêm nhiều đứa con. Kính thưa quý vị thân mến, chàng trai dân tộc Thái sẽ chăm sóc em mỗi ngày. Một lòng vừa về kính cha, trao hết cho em. Và nhất định thành công không đau đầy tình mẹ. Công trang nghĩa mẹ, làm vợ anh, cô gái Thái đắp xây nên ngôi nhà hạnh phúc. Vì đôi ta đã yêu nhau trải qua bao điều khó khăn. Phần quà để trao bởi gia đình anh chị Dương Chuyên, gia đình anh chị Triệu Dương ạ. Tiếp với chương trình xin là trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình bác Hồng Đường, gia đình bác Dương và gia đình chú Thương Tiện. Chúng ta cũng sẽ có những phần quà để trao tặng cho hai con ạ. Trân trọng kính mời. Chúc tất cả anh con về phần hồng. Khi đi trong bà ải phố hạt dầu chẳng đi khổng đá tè na, ải phố cái yên đà sưởng chẳng đi khổng khá đông khổng hầu. Trong bà đi thanh sỏi căm đành hồi phá tè na, đi thanh sỏi phò phá kẻ điều, đi thanh phá có đường có đành sấy có mài phầy. Mà đi hơn trong này hình phầy tư phó kẻ căm, không phải đi có tương chân tận được phần cái hơn mà đi. Trong món ải phố yên đà sòng đào thẳng lên phó cơ hồng còn cơm ơn chầu. Đi trần đành sánh hồng trong món lũ ăn tàu hâu về tránh năm hơn vượt cầu. Trong mải xuất em chưa có số mèo cả đem tăng sườn khấu. Mà đi đồ tự nhiên hay đóm trong em có ải tới em mà đi. Đồ chạm gần tàu cùng đầy em ơi. Đồ chiếc banh cả tàu cùng đó chú chạy lại cánh long sòng phái mơn chẳng và đa. Họ còn đem tăng sườn khấu le trong món này của em và đi trần đành sánh hồng lũ ăn tàu hâu có thể được quần mưng trong tổng trong mải biết có về.
về đến cầu gia đình bác Tiến Nga và gia đình bác Loan Vui ạ. Chúng ta cũng sẽ có những phần quà để trao tặng cho hai con ạ. Chân trọng kính mời gia đình bác. Trước tất cả con bé Pino, thân mến xin mời xem em xong có xong mẹ, chắc bảo tài đang báo xào đúng yêu cho tề ma, em cái hải cháu con tạm hãy ngon sống, cuộc đó hải yên bọt mà, đó có cả cuộc cái ngay có hợp tác gì, nhìn tàu gần hải đôn gió hải sống xin tìm bạn, địa số tạ sống nơi đầy trồng công trần, con cho năm tới đại có vang sẽ đầy, bằng hỏi cao đầy sống xong hạ cú đi đủ chung ly, mà đi có những cái quán tất chân tàu gần tàu cấy. Ai ai là hoài thứ ra là lúc bà đời đi khé hợp tìm phải và chạy thủ gần bác các sân khấu phải tặng quà cho bác từ bác tản hô phải đánh tăng lên cửa khẩu khỏi sau đầy cáo phương xung ý xung ai xung công xung bảo xung bảo ai ai công cha nghĩa mẹ xích thành là con phải nhớ một ngày nghe con làm sao đạo nghĩa vuông tròn thảo thương cha mẹ vẫn còn nơi đây cùng nhau vun đắp rừng xây làm cho tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhé từ đâu và chú rể và chúng ta cũng được thưởng thức được chứng kiến phần quà được trao bởi gia đình bác Tiến Nga và gia đình bác Loan Vui ạ. Xin được trân trọng kính mời lên cầu gia đình bác Cương Hương ạ. Vâng, và gia đình bác Cương Hương vẫn chưa lên sân khấu để trao quà cho con, xin mời bác. Chúng ta cùng mình kia. Chúng ta thì sẽ mời bố mẹ vào đồng bàn. Chúng ta thì sẽ mời bố mẹ chồng.